Ê chào chị ạ, em làm ít nộm hoa súng mang sang biếu nhà mình. Cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi, nước trộn em để riêng ạ. Lần đầu tiên tôi biết có món nộm hoa súng đấy. Bác tưởng là hoa súng chỉ để cắm thôi chứ. Anh Tố, anh ấy nói với bác rồi ạ? Anh Tố, anh ấy kể cho cả nhà nghe cả rồi. Anh ấy vui lắm. Mà cô thấy không, anh Tố nhà chị bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp. Vâng, em cũng bất ngờ về anh ý ạ. Tố ơi, mày làm gì trên một lâu thế? Xuống đi con. Ui, để bố gọi sát cả họng. Ông ơi ông, bác Tố không xuống đâu ạ. Sao lại không xuống? Bác Tố bảo phải đang sửa phòng cho con. Cháu lên bảo bác Tố xuống ngay, cô Tơ đến chơi. Dạ thôi, không cần đâu bác ạ. Bây giờ cháu có hẹn ra hiệu thuốc rồi bác ạ. Cháu xin phép đi luôn ạ. Cô Tơ, mấy hôm tới cô có rảnh không? Có việc gì vậy ạ? Tôi đang sửa phòng cho cá heo. Thấy cô cũng khéo tay nên đang định nhờ cô qua trang trí giúp. Phải đấy, nếu cháu rảnh sang giúp một buổi rồi công xá gì. Không cần công xá gì đâu bác ạ. Em cũng rất thích làm chị ạ. Có việc gì cần thì chị cứ bảo em ạ. Vậy thì tốt quá, cảm ơn cô nhé. Vậy cháu xin phép. Em chào chị. Cô Tơ là bạn gái của bác Tố ạ? Không phải đâu cháu. Cháu xin phép ạ. Chào cô đi con. Con chào cô ạ. Bác Tố, bạn gái bác đi rồi, bác có thể xuống nhà. Sao bác cứ lấp ló thế? Nói lăng nhăng nhá, đó không phải là bạn gái của bác, nhớ chưa? Thế sao bác lại xấu hổ mà không dám gặp à? Xấu hổ cái gì? Có nhìn thấy cái búa này không? Bác đang sửa phòng cho cháu, nhớ chưa? Nói lằng nhằng, gõ cho một búa bây giờ. Cháu không phải là cái đinh. Bác nghĩ cháu là cái đinh. Anh Đạt ơi, có chuyện gì không nói qua điện thoại được à? Chẳng mấy khi anh em ngồi với nhau. Anh ăn trưa luôn nhá, đồ ăn đây ngon lắm. Thôi, anh ăn rồi. Em ơi, cho anh ra anh gọi nước này. Anh gọi đồ ạ. Cho anh cốc nước lọc. Dạ vâng ạ. Thế có chuyện gì? Em đang định hỏi anh là anh có quen ai ở bên ngân hàng TBV Bank không? Cấp lãnh đạo thì càng tốt. Thế em định vay tiền hay giãn nợ? Sao anh lại nghĩ thế nhở? Nhỡ em đang định gửi tiền vào thì sao? Nếu mà em có tiền ấy thì em ra thẳng ngân hàng gửi, hỏi anh làm gì? Anh phân tích chuẩn đấy. Em đang định vay một khoản lớn để mở rộng kinh doanh. Thì anh có quen ai không? Không. Không thật á? Anh nói không là không mà. Thế em cũng nói luôn thì bày đặt hỏi thăm. Anh không biết em kinh doanh lời lãi như thế nào, nhưng mà dục tốc bất đạt, muốn làm giàu nhanh ý, thì nguy hiểm lắm. Thế kiếm tiền là sai à? Kiếm tiền không sai, nhưng mà hám giàu, liều mạng, bất chấp thì không nên. Em nói thật nhá, ai chả thích kiếm tiền, chẳng qua là không có gan hoặc là không có khả năng kiếm tiền thế thôi. Chú biết vậy còn hỏi anh làm gì? Thì em cứ tưởng là dạo này anh mới lên tí trước nên là mở rộng được quan hệ, có thể giúp đỡ được gia đình, người thân. Ai biết đâu, vẫn thế. Mở mồm ra là tiền, mở mồm ra là quan hệ. Chú tưởng rằng nhà mình ai cũng tham cầu như chú à? Thôi. Anh nghĩ là ai ở trong nhà cũng thích nghe những lời giáo huấn của anh à? Lúc nào cũng tỏ ra ta đây lắm chữ hơn người. Chẳng qua ấy, nó chỉ là một cái loại phù phiếm khác thôi. Ngồi xuống. Anh hỏi thật nhé, chú đã gặp rắc rối gì à? Anh không giúp gì được ấy thì cũng đừng cản em. Anh Đạt đây.
Danh nhà anh có ở chỗ em không? Anh gọi cho nó mãi mà không được. Sáng nó ở chỗ em, vừa giao dịch bán cho em con xe, bảo là tậu xe mới, mà cái xe đấy mới mua được bao lâu đâu. Anh cảm ơn nhé.